Ngày 23 tháng 1, nhằm mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ước tính có khoảng 49.000 lượt khách đến Vũng Tàu tham quan nghỉ dưỡng và tắm biển. Ghi nhận trên quốc lộ 51 trong ngày, đoạn từ Biên Hòa về nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có ít phương tiện lưu thông, đường khá thông thoáng. Còn đoạn từ nút giao quốc lộ 51 với cao tốc về đến thành phố Vũng Tàu có đông xe hơn nhưng không ùn tắc. Trong sáng mùng 2, khu vực công viên Bãi Trước nơi có công trình đường Hoa Xuân và đường sách có đông người dân, khách du lịch đến chụp hình tham quan. Đặc biệt chiều nay, du khách từ các tỉnh thành lân cận như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đến tắm biển tại khu vực Bãi Sao cũng rất đông. Theo một số nhân viên ở đây, thì lượng khách trong ngày mùng 2 Tết năm nay có thể tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái. Từ ngày 29 đến mùng 4 Tết năm 2022, Vũng Tàu đón hơn 100.000 lượt khách. Nhưng Tết năm nay chỉ mới 2 ngày, mùng 1 và mùng 2, Vũng Tàu đã đón khoảng 49.000 lượt khách.